Ok luôn, chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Vừa là trailer tập 75 của Đấu La Đại Lục phần thứ 2 Tuyệt Thế Đường Môn đã được cập nhật, tiết lộ rằng vòng loại của giải đấu hồn xưa cao cấp tinh anh toàn đại lục đã chính thức được khai mạc. Vũ Hào cùng với đội Đường Môn có trận đấu mở màn và thành công thu phục được Nam Thu Thu. Bên cạnh đó, Vương Thu Nhi dẫn dắt đội học viện xử lý khác và loại bỏ mạnh mẽ Thiên Sắp Tông. Đồng thời, Mã Tiểu Đào gây bất ngờ với màn trở lại ấn tượng trong tạo hình thánh nữ của Thánh Linh Giáo. Hãy cùng VLTG đi phân tích nội dung của Tuyệt Thế Đường Môn tập 75 trong video ngày hôm nay anh em nhé. Từ những hình ảnh của trailer, chúng ta có thể thấy rằng đội Đường Môn gặp phải đối thủ Địa Long Tông của Đấu Linh Đế Quốc trong trận đấu loại đầu tiên. Cũng giống như là các giải đấu trước, các đôi phải trải qua các trận đấu cá nhân trước khi mà tiến đến trận đồng đội, và chỉ khi chiến thắng cả hai phần, họ mới có thể tiến vào vòng trong. Mặc dù Địa Long Môn cũng là một đối thủ không yếu, thế nhưng mà đội của Đường Môn có phần mạnh hơn. Do Bối Bối bị trọng thương không thể nào thi đấu, Vũ Hào đã thay mặt để trở thành đội trưởng của đội Đường Môn, quyết định ra sân đầu tiên trong trận đấu cá nhân để giấu đi sức mạnh thực sự của đội. Khi mà Vũ Hào xuất hiện với vẻ ngoài của một người khuyết tật, toàn trường đều kinh ngạc và điều này khiến Địa Long Môn lơ là cảnh giác. Sau khi Vương Đông Nhi đẩy xe đưa Vũ Hào ra sân, anh lập tức thu hút sự chú ý và bị nhiều người giễu cợt vì là người khuyết tật. Tuy nhiên, đây là kế hoạch của Vũ Hào nhằm khiến đối thủ chủ quan. Lợi dụng cơ hội này, Vũ Hào giả vờ yếu kém và dễ dàng hạ gục đối thủ đầu tiên của Địa Long Môn. Sau đó anh gặp Nam Thu Thu, thiếu chủ của Địa Long Môn, người sở hữu vũ hồn Yên Chi Long hiếm thấy có khả năng hủy diệt. Tuy rằng có sức mạnh đáng gờm, thế nhưng mà Nam Thu Thu không địch lại sự mưu trí của Vũ Hào. Nam Thu Thu có diện mạo và phong cách không mấy dễ nhìn. Vũ Hào đã sử dụng cách đánh cược để đùa giỡn với cô, rồi khéo léo tận dụng kỹ năng từ hồn linh tuyết nữ và hồn cốt ám kim khủng trà hùng, hạ gục Nam Thu Thu một cách ngoại mục. Khi mà đội trưởng đã thua, các thành viên khác của Địa Long Môn lần lượt bị Vũ Hào đánh bại và cuối cùng họ buộc phải chấp nhận thua cuộc. Kết quả là Vũ Hào thành công thu phục Nam Thu Thu, giúp Đường Môn có thêm một đồng đội mạnh mẽ. Trailer cũng cho thấy đội học viện xử lý khác với sự dẫn dắt của Vương Thu Nhi chuẩn bị cho trận đấu loại đầu tiên. Cả đội khoác lên trên mình trang phục xanh đậm đặc trưng của học viện. Đối thủ của bọn họ chỉ là Thiên Giáp Tông từ Đấu Linh Đế Quốc, đội hình nổi bật với đồng phục đỏ. Do đây là lần đầu tiên thi đấu của các thành viên mới, Vương Thu Nhi đã để các thành viên như là Đới Hoa Bân vào Vu Phong trải nghiệm trận đấu cá nhân. Nhờ năng lực vượt trội, họ dễ dàng giành chiến thắng mà không tốn quá nhiều sức lực. Đến phần thi đồng đội, mặc dù Thiên Giáp Tông sở hữu kỹ năng hợp nhất 7 người, đội của học viện xử lý khác vẫn nhanh chóng áp đảo. Với sự chỉ huy của Vương Thu Nhi, đội xử lý khác chỉ cần một hiệp để đánh bại Thiên Giáp Tông, giành quyền tiến vào vòng tiếp theo. Trong trailer, đội Thánh Linh Giáo cũng đã xuất hiện với màn trình diễn đầu tiên. Họ gây ấn tượng mạnh bằng lối thi đấu tàn nhẫn khi mà ngay từ trận đấu cá nhân đầu tiên đã tiêu diệt đối thủ và nuốt chửng linh hồn của bọn họ, khiến đội bạn khiếp sợ đến mức phải bỏ cuộc. Khi mà đội bạn phản ứng và chỉ trích, một nhân vật của Thánh Linh Giáo lạnh lùng lên tiếng, khiến tất cả phải im lặng và dè chừng. Nhân vật đó không ai khác chính là Mã Tiểu Đào, người mà Vũ Hạo vẫn luôn mong nhớ. Hiện tại cô đã đạt tới cấp độ hồn đấu la và không thể nào tham gia thi đấu, thế nhưng vẫn đến để quan sát trận đấu. Tạo hình mới của Mã Tiểu Đào trong vai thánh nữ Thánh Linh Giáo gây ấn tượng mạnh mẽ. Cô diện một bộ váy đỏ rực tràng đỏ và khăn trùm đầu, đi kèm mạng che mặt đỏ. Dáng vẻ của cô vô cùng quyến rũ, toát lên vẻ mạnh mẽ, kiêu hãnh và phần nào bí ẩn, khiến khán giả khó lòng rời mắt. Trên đây chỉ là toàn bộ nội dung của Đấu La Đại Lục phần thứ 2 Tuyệt Thế Đường Môn tập 75. Các bạn thấy nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.